này là do makeup up này em là do niềng răng thành công là do cắt tóc hợp với lại xấy tóc đẹp thôi chứ thật ra cái giao diện thật sự của chị giống như tất cả mọi mẹ bầu ở tháng thứ 8, thứ 9 khác cũng sẽ là trở mình bên trái trở mình bên dạ. phải đều cảm thấy mệt mỏi dạ. cứ khoảng tiếng là đi vệ sinh mấy lần dạ. rồi á rồi bắt đầu ngắm nghía cái bụng mình ở trong uh, kiến á, dạ. thấy một chút xíu rạn da là bắt đầu rầu rĩ dạ. Xong rồi cái việc ăn uống rồi tất cả mọi thói quen sinh hoạt nó cũng bị đảo lộn dạ. Giấc ngủ của mình một đêm không có thẳng giấc yeah. Tay chân của mình sẽ có lúc bị chuột rút, bị đau mm -hmm. Rồi cái xương sống của mình nó mang một cái ba lô mười mấy ký Trong yeah. vòng 24 trên 24 Suốt 9 tháng 10 ngày Nó sẽ bị sụm nụ một chút xíu Thì chị nghĩ là sức khỏe của mỗi người mà đi xuống đó. Mm -hmm. Là chuyện hiển nhiên yeah. Không ai tự tin mà nói tôi bầu mà tôi giống như vận động viên Tôi tràn trề <laughs> sức sống, tôi sẵn sàng leo núi, tôi sẵn sàng nhảy dù yeah. Không thể mm -hmm. Mẹ bầu là cái người đại diện cho hình ảnh đó của khai hoa nở nhụy của một người sẽ tăng gấp đôi số ký của một người mà làn da họ sẽ xấu hơn họ sẽ mũm mỉm hơn họ sẽ bị phá tướng họ sẽ phải gãy hết tất cả các cái, cái xương có thể để mà mà cho một hài nhi ra đời thì chị tin là mình phải đánh đổi nên mình không thể trông đợi là mình vừa có sức khỏe dồi dào mình ồn ào năng lượng trong khi mình vẫn mang đến một cái mầm sống mới cho cuộc sống này ở ngoài nhìn vô thì có thể lâu lâu thấy nó dịch chuyển chút xíu nó yeah. lướt qua nước qua nước lại cái bụng nó méo méo yeah. nhưng mà bản thân người mẹ sẽ có cảm nhận ô cái độ nhọn đấy lên nó gò nhỏ nhỏ ở đây nó đang bơi lượn ở trong yeah. cái sự nhạy cảm yeah. mà cái sự kết nối của người mẹ chị thấy nó rất là thú vị yeah. nó là một trải nghiệm mà có thể chị chỉ có một lần ở trong đời này thôi yeah. và nên là chị rất là trân trọng từng một cái cử động một và chị rất trân trọng một tháng cuối cùng thì chị tin là chị chỉ còn có ba bốn tuần để có một cái bụng bự biết đâu sau này chị chỉ có một em bé đây thôi mà chị không còn thể mang một em bé khác ở trong bụng một cái bụng bự dễ thương thế này nữa nên là mỗi khác trôi qua dù mệt mỏi thế nào chị nghĩ tất cả các mẹ bầu họ đều cảm thấy là nó rất xứng đáng dạ nó rất là đáng chấp nhận bắt đầu có tim thai rồi đó mình khám phá ra một mầm sống một cái thai đang sống ở trong tử cung của mình đó, thì mình phải đi khám rất là nhiều lần Thí dụ một tháng mình khám ít nhất một lần. Ừ. Sau đó những cái tuần cuối cùng của thai kỳ, thí dụ tuần 35-36 trở đi đi, thì có thể hai tuần mình khám một lần. Yeah. Hoặc là một tuần một lần để mình biết được là tim thai còn hoạt động không. Em bé có ổn không, dây rốn như thế nào, chuyện nào mình sinh nở. Ừ. Thì chị với anh Khoa cũng rất quan tâm, không chỉ là về những cái ngày mình đi khám đúng thời gian quy định để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và bé. Yeah. Đảm bảo mình phải ăn gì, uống gì, bổ sung vitamin gì rồi mình phải có những cái xét nghiệm quan trọng nào để về gen nè về giới tính nè dạ. rồi về rất là nhiều những cái thủ tục khác ừ, rồi chích ngừa các kiểu nữa ừ. rồi sau đó ở những tuần cuối cùng này á, mình còn phải đi học tiền sản dạ. học tiền sản chị sợ học sớm quá mình quên dạ. mà học trễ quá thì tình trạng sức khỏe cồng kênh dạ. nhưng mà chị thấy học tiền sản rất là thú vị chị học cũng hai ba lớp với anh khoa rồi dạ và thậm chí mẹ chồng chị á yeah. cũng tham gia học tiền sản luôn yeah. học tắm bé nè học massage cho bé nè học để cho tăng cái nhu động ruột tốt hơn để bé tiêu hóa tốt nè thôi mình thì học cách hầu hạ con mình mà mình cảm thấy là sao mà nó sướng gì đâu á yeah. ở trên mạng vẫn hay có một câu nói vui là có một cái người mà không làm mà mà, làm, <laughs> mà được cả gia đình nâng niu đó chiều trụ mỗi yeah. người đó chính là em bé trong nhà đó mọi người ừ. ừ vậy thì chị có quyết định là mình sẽ xin mổ hay là xin thường cho chị ai cũng muốn xin thường hết đâu ý dạ yeah. tại vì xin thường thì đau lúc đó thôi còn sinh mổ thì vết mổ nó sẽ đi theo mình cả đời và và một hai tháng sau đó mình vẫn phải rất là cẩn thận không thôi yeah. thì bục chỉ rồi nhiễm trùng cái cái chỉ đó yeah. nhưng mà không nói vậy để mà thấy rằng là sinh mổ sẽ đơn giản hơn yeah. tại vì cũng là banh da xẻ thịt yeah. cũng là em bé ra đời với rất là nhiều những nguy cơ về nhiễm trùng nữa yeah. nên là chị nghĩ là cái cách nào nó cũng gây khó khăn hết nhưng mà mình không có cách nào khác mình đâu có thể à, ấm mà là biến em bé ra ngoài được yeah. đó là chuyện mà người phụ nữ phải chấp nhận mình đã tham gia một cái hành trình thiêng liêng này thì chỉ có khoảng một ngày đau đớn đó thì mình nên nên cố gắng hết sức mình ừ. nên kiên cường và dũng cảm lên thay vì mình lo sợ mình dạ. từ chối hoặc là mình không muốn đối mặt ừ. chị nghĩ là ai cũng vậy thôi ừ. họ sẽ phải giảm cái nhịp độ của họ lại để phù hợp với cái nhịp độ em bé mặc dù tim mình thì đập như đó em bé tim đập nhanh hơn dạ. nhưng mà cái hoạt động của mình thì phải chậm hơn một nửa hoặc thậm chí là rất nhiều lần dạ. để đảm bảo cho em bé không có bị kinh động ừ. để đảm bảo cho em bé không bị sinh non dạ. nên trinh thấy là nếu mình là mẹ thì cái chữ hy sinh thì nó hơi quá nhưng mà những sự lựa chọn á, nó đều ừ. đưa đến những cái cánh cửa khác nhau nên họ đều muốn lựa chọn tốt nhất ừ. để có được cái uh, những sự chuẩn bị tốt nhất cho con nên việc mà mình bỏ bớt công việc mình đảo lộn cuộc sống của mình mình ở nhà thay vì một ngày mình chạy mấy show, yeah. thay vì mình đi du lịch chu du tứ xứ yeah. mình mặc áo đẹp mình yeah. trang điểm lộng lẫy mình đi giày cao gót mình ôm ào với công việc mình đổi chát cuộc sống yeah. mưu sinh bằng rất là nhiều những cái năng lượng của yeah. mình thì mình dành thời gian nghỉ dưỡng ở nhà chị thích cái chữ nghỉ dưỡng ở nhà hơn yeah. là mình sẽ bị chậm lại bị ở nhà yeah. những cái từ đó nó hơi tiêu cực yeah. chị thích cuộc sống trước đây của chị chị thích tuổi trẻ hoành tráng của chị và chị <laughs> cũng thích luôn cái sự lười biếng yeah, yeah. những sự nghỉ dưỡng mà được chăm sóc yêu thương hiện nay của chị yeah. và chị tin không có giai đoạn nào nó kéo dài mãi hết. Yeah. Nó cũng phải có một cái thời hạn nhất định. Thí dụ sau 9 tháng 10 ngày, sau hai ba tháng nằm nghỉ oh. dưỡng đi, mình cũng phải quay trở lại quần quay công việc như những bà mẹ bầu khác. Yeah. Mình cũng phải vừa chăm con, vừa lo việc nước, đảm việc nhà, <laughs> mình cũng vừa phải xây dựng sự nghiệp yeah. trở lại với hình ảnh của một người năng động. Lúc đó mình muốn nghỉ dưỡng cũng không được nữa. Yeah. Nên nên trân trọng cái thời gian mình lười biếng mình không có việc làm hoặc là yeah. mình ở nhà với con thì vẫn là một phương án làm cho tinh thần mình thoải mái nhất yeah. chị nghĩ là ban đầu sẽ có đó yeah. thí dụ nhất là hai ba tháng đầu tiên á yeah. mình không biết chuyện gì xảy ra với mình mà tại sao mình là một người bình thường yeah. mà bỗng nhiên là mình lại dễ lạnh như vậy yeah. rồi mình phải mặc áo lạnh rồi măng vớ đi ngủ tại sao sức khỏe mình phải đánh đổi yeah. mà nó có kéo dài đến 9 tháng 10 ngày hay không nó kéo dài cả đời yeah. tại sao mình phải có nhiều cái hy sinh như vậy mình yeah. chưa sẵn sàng để hy sinh mình phải làm sao đây mình có phải là một người mẹ tốt hay không mình bắt đầu hành trình này lỡ có chuyện gì trục trặc xảy ra thì sao mình phải đối phó như thế nào ừ. thì cái tâm sinh lý của người phụ nữ chắc chắn là không chỉ là vấn đề về học môn thay đổi yeah. hay là có một cái bào thai hình thành mà nó hút hết năng lượng của mình mà nó đang chống đối với từng cơ quan trong cơ thể để tạo nên những cơn ốm ngén, để tạo nên những cái chấn động về tâm lý sự nóng nảy nhất thời yeah. nhưng nếu như mà đây không sao này đây là chị nối cái đó nha rồi. ok tất nhiên là khi có một tiểu vũ trụ hình thành ở trong bụng của mình thì nó sẽ cố gắng hút hết năng lượng nó đối kháng với những cái cơ ừ. quan còn lại nó tạo ra những cái sự mâu thuẫn chấn động về tâm lý về sinh lý yeah. về mọi thứ hết và mọi thứ cũng phải thay đổi yeah. mọi kế hoạch của mình ừ. sắp tới thậm chí lúc đó là mình sẽ phải từ chối hết ừ. mặc dù em bé mới có hai tháng thôi nhưng mình phải từ chối hết tất cả những show sắp tới của tháng tới, tháng tới nữa và những kế hoạch sắp tới nó dẹp hết, yeah. chỉ ưu tiên cho một kế hoạch duy nhất mà mình chưa biết là yeah. em bé và không biết là em bé có ổn không, yeah. nhưng mình phải từ chối hết, dọn yeah. đường hết thì cái đó không phải là một sự trầm cảm, cái đó không phải là sự thay đổi xáo trộn, cái đó yeah. bắt đầu sự khó khăn khi thích nghi yeah. và trên tinh là khi mà chúng ta đang ở trên máy bay đi xuống dưới mặt đất hay trên mặt đất đi lên máy bay thì chúng ta đều mất cân bằng, yeah. chúng ta đều có một cái sự choáng ngợp và trinh gọi nó là một cái sự choáng ngợp thôi ừ. chứ mình không gọi nó là một cơn trầm cảm hay là một cái sự vỡ òa à, yeah. thì mình sẽ cố gắng thích nghi với sự ừ. choáng ngợp đó thì cơn choáng hay cơn say nắng nào nó cũng sẽ đi qua nếu mình ngồi lại một chút mình ổn định mình từ từ mình uống ly nước thì mình đã vượt qua cái giai đoạn 2-3 tháng đầu nó như vậy cũng yeah. giống như các mẹ khác sẽ tìm cách lên kế hoạch ừ. hành động sẽ tìm cách để dành tiền sẽ yeah. tìm cách đi làm nhẹ nhàng ừ. sẽ tìm cách gói ghém lập ra những cái uh, uh, cái kế hoạch cụ thể ừ. để mà mình vượt qua từng giai đoạn tam cá nguyệt 1, tam cá nguyệt 2, tam cá nguyệt 3 ừ. đi đẻ xong, nuôi con 3 tháng đầu, ừ. quay trở lại với công việc như thế nào. Và ngay cả việc duy trì tài chính, duy trì năng lượng và cái phong độ của mình và cái suy nghĩ tư duy của mình, nhiệt độ tâm lý của ừ. mình đó, nó cũng phải được vạch ra rất là rõ ràng dạ. trong những thời gian mình vẫn còn khỏe. Ừ. Đó. Luca đã ở tuổi uh, cử động rất là mạnh mà biết phản ứng tương tác với yeah. bên ngoài rồi yeah. thật ra là em bé từ cái lúc mà khoảng 7 tám tuần mà chị đi siêu âm nó nhỏ yeah. như là 2 cm 3 cm yeah. em biết không nó đã biết quẩy cái tay gì nè oh. có nghĩa là mình rất là bất ngờ mình yeah. nghe ờ tim thai thôi mình biết là một cái phôi nhỏ thôi nhưng khi yeah. mà mình siêu âm lên mình thấy mình nói hello con thì cái tay nó quẩy như vậy nè mình nó ố vậy là yeah. nó nó không biết nó biết nghe hay không yeah. nhưng rõ ràng là nó một sinh vật sống rất là sống yeah. động yeah. thì tới lúc tuần 21 mươi mình bắt đầu ngáp Dạ. mình có thể quay được những cái cử động đó ừ. rồi những cái cú đạp đầu tiên của tuần cử tháng thứ năm ừ. và những cái chuyển động mạnh mẽ hơn đúng 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 giống như lần trước dịp bóp story á thì hỏi là luca ơi hôm nay là ba sẽ làm một cái phòng cho con nè dạ. con có thích không con có thích cái style đó không thì nó run 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 không biết là ảnh tức giận hay là ảnh thích hay là ảnh không thích nhưng mà ý là dạ. rõ ràng bạn có nghe được ừ. bạn có biết được có cái sự hỏi và cái sự trả lời ở ngoài kia bạn yeah. biết được giọng của ai đang nói chuyện bạn biết papa bạn biết mình nội bạn yeah. biết mama thì yeah. thì mình cảm thấy là đó là một cái sự tương tác rất là thiêng liêng và dễ thương vì ồ yeah. có con gì nó sống trong người của mình mà nó còn biết trả lời với mình nữa yeah. trên tin là anh Khoa là người đã sẵn sàng làm bố trước khi anh biết anh làm bố tại vì anh Khoa có từng tâm sự với chị kia hai đứa hẹn hò là anh mơ ước được có một đứa con trước 30 tuổi thì nó sẽ là một thành tựu của anh Yeah. Thì bản thân anh Khoa xem là một thành tựu, nghĩa là mm. một thành công, nghĩa là bạn ấy cũng là người mong muốn mm. Sẽ được thực hiện cái thiên chức quan trọng này ở một yeah. cái độ tuổi sớm nhất Để mà sau này bạn 50 tuổi thì con bạn 20 tuổi, hai bố con có thể đi đá banh, đi, đi bar với nhau yeah. để Thì chị rất là cảm thấy hạnh phúc vì tuổi mm. của chị thì 34 mm. Anh Khoa lúc đó là 32, thì yeah. mình cũng có một em bé là vừa đúng với cái thời gian mà hai vợ chồng uh, Vừa kết hôn xong, nó, nó rất là phù hợp yeah. Đó mm thì anh khoa chuẩn bị rất là nhiều không chỉ là chuẩn bị về cái thế giới hữu hình là vật chất chẳng hạn như là quần áo máy móc hay là phòng ốc chuyển qua một cái căn nhà ba phòng ngủ lớn hơn thay vì căn nhà hai phòng ngủ cũ hơi hơi bị nhiều đồ đạc chật chội cho em bé chuẩn bị xe mới cho em bé chuẩn bị uh, tất cả mọi thứ nó là vật chất có thể sờ chạm được và chuẩn bị về tinh thần bắt đầu ngồi thì chị thấy là anh khoa lướt không còn lướt tiktok coi đá banh hay gì nữa mà anh khoa sẽ xem đồ của bé trai một tuổi hai tuổi hoặc là xem các cái loại máy móc tốt cho mẹ trường học nào tốt cho con phương pháp dạy nào tốt và suy nghĩ rất là nhiều về việc là sẽ đưa con học ở đâu sau này thì chị tin là anh khoa nghĩ rất là nhiều đến luca giống như anh khoa nghĩ về cách mà bố anh khoa đã chăm sóc cho anh khoa từ nhỏ và nghĩ về chính bản thân những điều tốt nhất mà anh Khoa mong muốn cái thế hệ tiếp theo của mình được thừa hưởng yeah.